Chào mọi người, quay lại kênh cân cầu Nhật Bản của mình. Hôm nay lại có một số máy để bán nha mọi người. Đầu tiên bán con này đây. Con này là của gì đây? Không thể hiểu gì. Mà rất là đẹp. Nguyên đồng à, con đẹp. Kim loại nha mọi người. Kim loại hết nha. Rồi, ra cược ok. Khuyên ra cược cùng con đẹp. Khuyên ra cược con đẹp nhé. Ok, tay. Tay này gập được này. Rồi, ok. Thông số của nó, con này thì theo mình thấy size của nó khoảng 800. Size 800. Thông số của nó thì cổi không rơ này. Cổi không rơ, thông số của nó đâu rồi? Con này đây qua. Cược số 2 vô được 100 m. Cược 1.5 vô được bao nhiêu đấy? 100 chắc 130 m đó. Nó mơ quá mình thấy không rõ. Con này của đây qua. Ủa. Con này mọi người xem bàn tay mình nhá. Con này mình thấy khoảng 800 mà nó ghi đây 1,5 cân. Đó. Rồi. Nhập đây. Ok. Còn cái gì thông số gì nữa không? Hết rồi. Ratio con này thì mình thấy ratio con này chắc là cao. Con này thì ratio khoảng 4.9 nha mọi người. Khoảng 4.9 nhá. Ratio khoảng 4.9. Mình nhìn không có rõ, nó mơ hết rồi. Con này con số 1. Bán 300 nha mọi người. Rồi, số 2. Một con đùa chuột. Đây, xả giữa phần đùa chuột nha mọi người. Đây. Cái này là khóa cổ đây rồi. Khóa cổ để lại đây này, mình rút không được. Khóa cổ mất rồi. Cái này thì để xem này. Tất cả đều là carbon hết nha mọi người. Mô bình đồng xả cối ở dưới đây. Ra cược ok. Khuyên ra cược cũng con ngon. Khuyên ra cược con mới ok. Tay của nó thì con này đổi trái phải được. Ok. Rồi, còn cái gì nữa? Đây, đổi trái phải được. Đổi tay được nha mọi người. Đổi tay được.
Rồi, con này thì không ghi xuất xứ ở đâu, nội địa Nhật thôi. À đây, Suzumi Hàn Quốc. Suzumi Hàn Quốc. Max sale 2000. Ủa, sao không thấy ratio của nó ta? Xem này, ratio con này khoảng 4.9 nha mọi người. Khoảng 4.9 á, 4.9 hoặc 3.8. 4.9, 4.9 hoặc 4.7. Rồi, con này con số 2. Con số 2 đây mình bán 300. Ok. À, con này size của nó thì ở đây thì mình thấy con này size khoảng 1.500. Nhưng mà ở đây người ta ghi 2.000. Rồi, tiếp. Con này size 1.000. Ratio tới 5.1. Trong cổ con quá đẹp. Ok, mô bin đồng. Mình thấy cái này xịt nhà khoảng 1.5 vòng, 2 vòng là vừa, 3 vòng, 3 vòng là vừa. Rồi, cái này ra cược, ra cược ok, khuyên ra cược con đẹp. Rồi, tay. Tay này thì gập được này. Cái này nó gọi là on tút, một bấm, một chạm. Rồi, đổi tay được nha mọi người, đổi tay được. Rồi, thông số của nó. Thông số của nó thì con này là size 1000, ở đây nó có ghi size 1000. Cước, cược số 2, à, cược 2.5 150 m. Cược số 3 100 m, cược số 4 50 m. Ratio 5.1. Rồi. Phần này thì là gì đây? Carbon hết cho mọi người. Carbon hết. Rồi ok. Cái này cả số 3. Số 3 mình bán 200. Số 4. Số 4 là một con gì đây? Olympic. Này. Cái này là làm gì đây? À, cái này tháo tay. Cái này không có đổi tay nha mọi người. Cái này không đổi tay. Rồi, ok. Coi củi này. Củi con đẹp. Củi con đẹp nhá. Cái này kim loại này, kim loại này. Cái này nhựa này. Thắng. Xu này xu thắng. Logo của Olympic này. Rồi. Made in Japan. Japan đây. Tay đây. Tay này không đổ tay được nha mọi người. Rồi.
bạn. 80 VO là cái gì mình hiểu. Đây, con này này. Con này thì sai khoảng 1,5 nha mọi người. Con này con số 4. 4. 4 này mình bán là nhiêu nhỉ? 109 đây. Ok. Rồi. Một cái này là cầu máy à. Máy ngang. Máy ngang. Máy ngang này thì mình không được rain nữa lắm. Máy ngang này thì mình không được rain nữa lắm nha mọi người. Mình chỉ thấy nó như thế này thôi. Cái này là Ryobi. Ratio 4.1. Cược số 2 speed, đúng rồi. Cái này cược số 2 vô được 200m. Cược số 3 vô được 180m. Ryobi. Japan này. Cái này cái số 5. Cái số 5 này mình bán 150 đi. Rồi ok. Sáu. Con nó sai 1,000. Một bình đồng. Chín cược ở trong đây rồi. Cái này bị dính cược trong này rồi nha mọi người. Cái này nhựa này. Còn phần này kim loại. Kim loại nhá. Dính cược ở đây về mọi người tháo ra giúp mình nhá. Giờ đang quay mà tháo ra mất thời gian của mọi người quá. Này, ra chỗ khác. Đây, ra cửa. Chỗ này thì hơi dơ, về mọi người vệ sinh lại giùm mình. Ok. Còn tay quay. Rồi, gập. Ủa. Đây, gập tay. Đảo tay. Đó, đây. Con này thì ghi xuất xứ, chắc là nội địa Nhật rồi. Rồi, cái này cái số 6, 2, 4, 5, 6. 6. 6 này mình bán 150.000. Số 7, một cái máy 5 nữa. On. Clock. Off. Đây, cược thì nó cũng còn ít, còn nhiều. Rồi. Ratio cái gì đây? Ô. Cái máy này Shimano, nhưng mà nó bị mơ thông số hết rồi mọi người. Mình chỉ đọc được cái cược số 2 là vô được 180m. Rồi hết. Không đọc được gì nữa.
Đây. Shimano này. Cái này là cái số 4, 5, 7 150. Số 8. Số 8 là cái này là Ryobi. Đây, cối của nó. Phía trong cối còn đẹp nhé. Cối nhựa, còn lại toàn bộ cái này kim loại hết. Ra cước. Ok. Phần ra cước này vẫn còn đẹp này. Khuyên ra cước đẹp nhé. Rồi, tay. Cái này gập tay này. Đây. Đó. Gập tay này. Cái này thì có đảo trái phải được, nhưng mà phải vặn con ốc này ra. Ủa, thì như cái này đảo trái phải cũng được á mọi người. Cái này đảo trái phải cũng được nhá. Đây, cái này cũng đảo trái phải được. Cước, cước thì cước số 3 209m, 4 210m. 5 năm 160m. Cái này thì mình, cái 240 này thì mình hiểu, nhưng mà cái này thì hình như là kéo cá. Cái này kéo được cả 4,5 kg này. Ratio của nó là 3.4. Không có rớ nha mọi người. Một bình sống nha. Ryobi CX3P. Rồi, cái này cái số 4, 6, 7, 8. 8 này mình bán 250 đi. Thôi 200 thôi. 200, ok. Số 9. Cược số 3 50m. Cái này thì toàn bộ đều là carbon hết nha mọi người. Từ cổ cho tới phần thân carbon hết. Chỉ có cái phần ra cược là kim loại thôi. Này. Phía trong con đẹp này. Một bình đồng. Ra cửa ok. Phần khuyên ra cửa còn đẹp. Rồi, tay. Tay này gập ở bên đây. Nở cái này ra để gập tay. Đây. Gập được nha mọi người. Nở thêm xíu nữa gập. Rồi. Cái này thì cũng đổi trái phải được. Cái này cũng đổi tay trái phải được. Rồi. Phần thông số của nó thì gì đây? Cược số 3 vô 150m. Này, cược đây. Cược 1.5 vô 100m. Cược số 2 vô 80m. Cược số 3 vô 50m. Cược số 4. À, đúng rồi. Còn cái này. Cái này thì sai như bàn tay của mình. Sai này khoảng 800 nha mọi người. Sai khoảng 800. Sai khoảng 800. Rồi. Không có rớt ạ.
không rơi nhé. Số 9. Số 9 này mình bán con này mình bán 200. 200. Rồi số 10. Con này cũng đổi tay trái phải được này. Con này size 600. Cổ nhựa. Cổ nhựa con phần này là kim loại hết. Con này thì con khá là đẹp. Đây. Mô bình đồng. Size 600. Tay. Tay thì đổi trái phải được. Ở đây người ta đang để tay trái. Rồi, gập tay. Gập đi đâu? Đây. Gập tay được. Đổi trái phải được. Ra cược. Phân ra cược này còn ok. Khuyên ra cược cũng đẹp. Con này không ghi nơi xuất xứ nha mọi người. Nó không có ghi nơi xuất xứ. Rồi. Thông số. Cược số 2 150m, cược số 3 100m. Rồi, cái gì nữa đây? Ratio 5.1. Ratio 5.1. Con này con số 10. 2 4 6 8 9 10. 10 này mình cũng bán 200. Đây. Cái này hình như video trước mình có bán con. Mọi người tranh thủ xem ngoài hình dung mình luôn nhé. Rồi, khởi động. Cái này thì toàn bộ đều là carbon hết thế vậy. Tất cả đều là carbon hết nha mọi người. Phía trong cổ đẹp nha. Đây, ra cược. Ra cược ok. Khuyên ra cược cũng đẹp. Rồi, tay. Tay này đổi trái phải được nha mọi người. Gập. Gập thì nở cái này ra mới gập được này. Đây, gập tay. Ok. Rồi. Con này ratio 4.6. Ratio 4.6. Cước. Cược đâu rồi? Cược số 8. Ủa, cược gì to đấy? Cược số 8 200m, cược 12 145, cược 17 110m. Ủa, sao chơi cược to đấy ta? Đây. À đây. Cược này. Cược số 3 170m, cược số 4 120m, cược số 6 70m. Rồi, đúng rồi. Rồi. Không có rơi. Con này thì mình thấy size của nó khoảng tầm 1.500 nha mọi người. 1.500. Xe 1.500. Con này thì Hàn Quốc. Rồi, cái này 250.
250, cái số 11, 250. 250. 12 một cái máy 5. Máy 5 là lớn. Cái này là thắng. Ủa, phải đây. Cái này là gì mình cũng rõ. Cái này mấy năm này thì mình không có rây nữa. Mình đọc thông số cho mọi người nghe nhé. Đây. Ratio của nó là 4.1. Rồi. Hàn Quốc này. Rồi, mình chỉ thấy vậy thôi. Đây. Đây, phần ra cửa còn đẹp. Khuyến này cũng đẹp này. Cái này thì tất cả đều là carbon hết. Rồi, ok. Cái này thì mình không biết đọc cái gì nào. Cái này mình rây nữa. Ra cửa này. Ở trong đây có cuộn sẵn cuộn nhớ nha mọi người. Nhớ nhá. Cái này chắc cầu biển rồi. Cái này cái số 12. Cái này mình bán 700. Rồi, một cái máy 5. Máy 5 nữa. Cái này thì có màn hình. Màn hình này hình như là hiển thị số mét của cược thế vậy. Có cái lỗ sạc ở dưới đây này. Chắc là nó có pin ở trong đó. Cái này mình không biết nha. Mình chỉ thấy cái máy thế này thôi. Japan này, Nhật này. Cược số 5. Số 5 là 300. Mọi người xem cái thông số này nhìn dùng mình nha. Mình không có hiểu nha. Đây, đấy như nó bị mất cái gì ở đây này. 500E này. Này. Ra cược của nó nằm ở trong đây nè mọi người. Đây. Ra cược ở trong đây. Nằm ở phía trong á. Cái tay này hơi bị cong này. Nên khi quay nó cấn. Này mọi người nhìn này. Tay nó hơi bị cong nha. Tay này nó hơi bị cong nên khi quay nó cấn. Quá. Sao khoảng được? Sao chỉ được một chiêu ta? Cái này mình cũng hiểu lắm đâu. Đây ra cửa ở trong đây. Cái này thật sự mình không có biết. Cái này cái số 12. 13 chứ. 13. 13 này mình bán 500. Mọi người nghiên cứu nhé. 14. 14 là một con này gì đây? Shimano thế vậy. Shimano 3 tốc độ, 2 tốc độ. Trong cối rất là đẹp. Cái này tất cả đều là carbon hết nha mọi người. Carbon hết nha. Này, không rỡ nha. Rồi, ra cược. Ra cược ok. Khuyến ra cược này cũng đẹp. Rồi, tay. Tay này gập được.
gập được, đổi được nha mọi người, đảo trái phải được, gập được. Rồi tới sống thông số của nó, con này thì cái này là 3 bi, có 3 bậc đàn, 2 tốc độ Shimano Nhật Japan. Rồi cái gì nữa đây, tất cả cái này là carbon hết nha mọi người. Cược, cược đâu, cược số 2 300m, cược số 3 200m. Hai tốc độ. Rồi cái gì nữa, ratio 3.8. Rồi hết. Con gì để đọc nè, con này con số carbon hết rồi mọi người, 14. 14. Cái này mình bán size của nó size 7.000 nha mọi người. Size 7.000. Con này mình bán 700. Rồi, một cái máy 5. Siêu Star Extreme. Đây, ra cược ở đây. Khuyên ra cược này. Khuyên ra cược con đẹp nhá. Cái này sẵn có một ít cược ở trong đây. Rồi gì nữa ta? Cái này là siết cái gì đấy á? Ai siết. Mấy năm nay mình không được rây nữa. À, khóa này. Cái này nở cái gì nữa này? Rồi hết, thấy cái gì nữa? À cái này khóa cái gì đây? Rồi cái này thì mọi người xem cái thông số này giúp mình nhé. Thông số này là tải cả như vậy. Hàn Quốc nha mọi người. Hàn Quốc, cái này thì chất liệu carbon. Hàn Quốc đây. Rồi, cái này mình không biết giới thiệu cái gì nữa. 15. Cái này mình bán 400. Con máy này là size của nó size 1.000. Size 1.000. Cái trong con đẹp. Ồ, cái này hay chứ. Mô binh động. Không rơ. Ra cược ok. Khuyên ra cược con đẹp. Con này size 1.000 nha mọi người, size 1.000. Tay. Tay này thì đổi trái phải được nhá. Gập được. Đổi trái phải được. Rồi, nhìn ở đây. Con này không ghi nó xuất xứ. Nội địa rồi.
Con này cược số 2 120m, cược số 3 100m, cược số 4 80m. Rồi. Phần này thì carbon hết. Khối kim loại thân carbon 16. Cái này mình bán 200. Mười bảy thì toàn bộ đều là carbon. Ô bình động trong màu bình còn đẹp. Không có rớ nha, không rớ nha mọi người. Rồi, tay này thì đổi tay được, gập mọi người xoay ở đây, tháo ra đây, đây. Rồi. Rồi. Con này size của nó mình thấy khoảng là 700 tới 800 nha mọi người, 700 tới 800. Ra cược ok. Đẹp. Thông số. Thông số thì con này là đâu rồi? Ratio 4.3 này, ratio 4.3. Gì nữa đây? Cược 1.5, cược 1.5 vô được 180m. Cược số 2 vô 110m. Cược số 3. Cược số 3 vô 85m như vậy. 85m. Rồi. Con này Hàn Quốc nha mọi người. Hàn Quốc. Con này con số 17. Toàn thân carbon. Mình bạn à. Con này bạn nhiêu được đây? Con này bán 250 đi. Rồi, 18. Con này ratio chắc cao này. Shimano. Con này thấy người ta ghi size 2000 mà mình thấy con này size chắc khoảng 1500 à. Mở này. Trong này hơi dơ, bụi thôi nha mọi người. Ồ, trong cổ còn đẹp đó. Cái này thì hoàn toàn mình chưa có vệ sinh đâu gì hết nha mọi người. Đây, cổ đồng. Thân này là carbon này. Cổ kim loại này. Ok. Không có rỡ nha, Shimano nha. Cái này chạy bằng bi, bằng bạc. Rồi, ra cược ok. Hình như cái khuyến ra cược ở đây bị mất rồi sao á. Cái này về mọi người chỉ lại. Khuyến ra cược chỗ này bị mất rồi, mọi người về chỉ lại nhé. Rồi, tay. Tay này thì gập được này. Gập được. Đổi trái phải được luôn. Đổi được. Xem nào. À, đổi được. Con này thì made in Japan luôn nha mọi người. Nhật luôn. Hai tốc độ. Cược số 3 vô được 150m. Còn mấy cái dưới này thì mở hết rồi mình đọc không được. Ratio con này thì xem này. Ratio con này khoảng 5.1 nha mọi người. 4.9 tới 5.1. Rồi. Con này thì bị mất cái khuyên ra cược nha mọi người.
mất khuyên ra cửa hay của nó như vậy gì á. Rồi, cái này số 18. 18 mình con này mình bán 250. Rồi, rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.